Thầy họ Dạ hỏi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa bà con cô bác, dạ kính thưa Úc. Dạ cũng như hôm nay là gần tới ngày đưa ông Táo Vượt Trời rồi, thì là ngày mai là đưa ông Táo Vượt Trời đó Úc. Thì Đức Thầy có nói là trao lời cùng ông Táo trong cái bài đó. Thì thưa ông Úc, chỉ là cái ông Táo xưa nay ta nói là có, nhưng mà thưa ông Úc chỉ là có người nhiều người nó không có. Nhưng mà theo Úc nghĩ là Đức Thầy viết cái bài trả lời cụng táo đó là nó có hay không không Úc? Như trong bài trả lời cụng táo ổng nói là năm canh hình nhiều cặn gió mưa, cho nhân loại trăm cay cũng ngàn đắng. Thì qua năm cũng là giáp thìn nữa rồi, thì thưa Úc thì như là xin ông Úc diễn giải hai đoạn này cho bà con nghe. Nam Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa anh chị em đồng đạo kính mến. Giờ trong cái việc này đồng đạo đã hỏi lên thì đây là cái lời của ông Táo. Mà cái bài ông Táo đó thì Đức Thầy mới nói trong thời kỳ đó, Thầy đã nói bài ông Táo là nhiều lắm đó. Mà cái bài đó cũng rất là hay lắm, là bởi vì làm sao không có được. Bởi vì ngày xưa đó cái này nó mặc dù nó lệ xưa từ hồi rất là cái thời kỳ của trời đất để mà là lập lên cái trời đất tới bây giờ đó, là tất nhiên còn phải có ông Táo. Bởi vì cái này là một cái thuộc lệ mà, cho nên Dạ nó có ông Táo này nó từ xưa chứ không phải là mới đây đâu à, chứ không phải là mới cái đời mình mới lập ra. Cho nên Đức Thầy ra đời đó, Đức Thầy cũng mới nói đó, nó là hôm nay ông đi ngồi nghỉ hỏi thăm ông Táo đổi Khổ thật. tất tần ông tính đã xong chưa? Năm canh thìn nhiều trận gió mưa, cho nhân lại trăm cây cùng ngàn đắng, còn một tháng trông coi dài dặn, chắc không à, theo lệ ông cũng chầu trời. Đúng rồi. Thì hôm nay Đêm nay trò chuyện với tôi nên chơi. gửi gắm ít lời thường ông xin nhớ, cho nên từ cái chỗ đó là phải có chứ không có thì được y đức thầy đó gửi lên cái phần này, nói lên cái phần ông Táo mà tất cả anh em đồng đạo cũng đều hiểu biết trong phần này vậy. Mặc dù cái cổ truyền ngàn xưa cái đời nó rất dài lắm, vì cái đời biết là bao giấy thời kỳ chánh pháp tưởng pháp nó qua tới thời kỳ mạt pháp mà đâu có phải là mà gần máu được. Cho nên tôi đó thì cũng có hiểu trong cái vấn đề mà coi về cái sử liệu hồi trước đó, cái thời kỳ thượng cổ, thượng cổ nó là sơ khai đầu tiên đó, là chỉ là có là ba vị này thôi đó. Bởi vì là thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng đó, thì ba ông này đó thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng thì đó là Hục Phi Thần Nông Quỳnh Đế, thì ba ông này đó ở trong cái thời kỳ đầu tiên của nhân loại đó. Thế là ba ông này sau khi là năm ông này là năm ông vua, bởi vì cái đời đó là ngũ đế là năm ông vua. Năm ông vua này là gì? Là Thiếu Hạo, Xuyên Phúc, Đế Cốc, Đế Nghiêu, Đế Thích đó. Ba ông đó là thì đời nó là trước, còn nó là năm ông này sau. Cho nên tam hoàng là ba ông đó là ngũ đế, là năm ông này đó là tam hoàng ngũ đế, đó là trong cái thời kỳ đó. Mà đức thầy mình đó hồi đó tôi coi giảng tôi cũng chưa có biết, nhưng mà sau này đó đức thầy nói đó là thầy đã nói ra cái câu nói này đó. Cái câu là chưa nghiêu xưa mới đất cày, ngày nay dừng lại cả ngày chưa đi, thì tôi tính là cái đó là đời cũng nghiêu thính thôi, chứ còn ai già đâu ở đức thầy mình đó sau này đi dạy cái đời mình nó là sống không có đời thượng cổ, không có gì đó rồi là không còn chết chóc nữa, chỉ giờ chết chóc trong thời này thôi, mà qua cái đời này rồi là không còn chết chóc nữa đó. Cái một là có sanh chứ không có tử đó. Cho nên bây giờ ráng tất cả anh em mình mới ráng, anh em cũng cực khổ mà tôi cũng là cực khổ, để mà nói lên trên chương trình vấn đề đạo pháp mình cho tất cả bao nhiêu người đó, đồng nghe đồng hành đạo tu hành mà ta còn sống thì mình cũng sống đó. Cho nên vì vậy mà bây giờ mình cố gắng đạt được mục đích đó. Thì bây giờ đó qua cái thời kỳ đó là cái thời kỳ chánh pháp của Đức Phật đó, mà Đức Phật Thích Ca ra đời vào thời kỳ đó là thời kỳ chánh pháp. Sau khi đó ổng mới là còn 3 tháng nữa đó là ổng là nhập niết bàn, là Đức Phật mới đã viết rồi mới nói lên trên, nó là trong pháp hội, nhưng mà trong pháp hội đó nó nhiều tay tu hành cao siêu lắm, cũng như là A Nan Ma Ca Diết cũng mấy tay đó là cao siêu về đạo pháp dữ lắm đó. Bởi vậy Đức Phật mới nói đó,
ông Ma Ca Diếp đó, ông là coi như là ông kính duyên là Đức Phật Thích Ca, chứ không Đức Phật Thích Ca kính ông Ma Ca Diếp. À, bởi vì cái tương đồng tuổi mà lại cái vấn đề tu cái khổ hạnh ông tu là hạnh đầu đà mà đúng mới là giữa. Ông là đệ tử số nhất của là Đức Phật. Sau khi đó ông lên trên cái cõi trời Phạm Thiên đó, nói đó nguyên nhiên trong bên đó qua chút, thì qua đó Đức Phật mới cầm cái bông sen vàng đi luôn 3 vòng, thì trên pháp hội đó rất đông, trong đó cũng là La Hán, Thinh Chân, Duyên Giác đều có hết. Nhưng mà sau thấy Đức Phật đi qua 3 vòng mà lạng trang cái trong cái hậu trường, không có cái gì hết, không có nghe là nắng nhiễu gì hết. Thì ông đi lại qua tới cái dòng đó rồi đó, thì ông Ma Ca Diếp ông chứng kiến niệm cực đó. Cho nên chỉ có mà ông mình ông Ma Ca Diếp chứng kiến niệm cực thôi, cho nên Đức Phật mới đi lại ngay đó. Ông nói là chánh pháp nhãn tàng biết bằng diệu tâm, ta đã phó chúc cho ngài Ma Ca Diếp vô tướng không tức. Thì cái đó là truyền tâm pháp lại cho ông, là Ma Ca Diếp là tổ đầu tiên tới coi đó, ông tính đi đó, ông tính đi. À, thì hôm nay đó từ công thứ nhất là Ma Ca Diếp mà xuống 28 đệ tổ là Đạt Ma Tổ Sư là vị tổ xuất chót đó. Ông Đạt Ma Tổ Sư đó ông về bên Trung Hoa là ông sơ tổ, thì sự thật là ông ở bên Ấn Độ thì ông tổ mà tổ 28 là Đạt Ma Tổ Sư đó. Nhưng mà ông đó ông giỏi lắm, Đạt Ma Tổ Sư ông nói cái pháp thiền của ông đó, cái pháp thiền này đó nghĩa là không khỏi không phải ngồi bán già trong mỗi lúc, mà thiền này nè sách nước vỡ củi mà nhiếp tâm quán chiếu vuông lìa mọi ái dục, đó là tự tại giải thoát của Đạt Ma Tổ Sư đó. Ông nói đó, cho nên sau khi đó ông nói là Đạt Ma Tổ Sư đó về đất luôn, thì thấy ông Vua Lương Võ Đế đó có thể ông là tạo là trong cái vấn đề mà chùa truyền ông cấp 72 kiện chùa và ông nuôi cũng tăng ni cũng rất nhiều, cho nên ông lợi đó, đó thì ông là Vua Lương Võ Đế mới hỏi Đạt Ma Tổ Sư. Ông nói là từ khi ta lên ngôi chủ hữu đến nay thiết lập được 72 kiện chùa và nuôi tăng ni rất nhiều, như vậy ta có công đức gì? Đạt Ma Tổ Sư thôi, không có công đức gì. Không có ngập, ông đừng nóng không công đức nữa. Cái đó là phước đức của thế gian, cái đó là cái tiểu quả của cõi trời và cõi người mà thôi, chứ còn cái đó nó không có công đức đó. Công đức giải thoát không có. À, công đức giải thoát không có, ông đâu có làm gì mà giải thoát, không có làm phước, không có giải thoát, không có làm phước mà giải thoát thì mấy thằng giàu giải thoát sạch hơn khỏi tu giải thoát. Cho nên từ cái chỗ đó ông nó và ông Dương Vô Đế không được rồi đó, ông ấy là lại đi ông mà Đạt Ma tôi mà Tổ Sư ông về ở trời là ở Diễn Bích, ngồi là vô đông ngộn thiền, ngồi xem mặt dưới dách thiền. Thì thần quan nó là nghĩ tốt, mà thần quan mà đâu phải đâu, lại là mới đi lại hỏi Đạt Ma Tổ Sư. Giờ ngài á an tâm cho ta, giờ ngài mà an tâm cho ta. Ông Đạt Ma Tổ Sư mà ông làm thinh, ông không nhận ra là ông không nói hồi đó. Rồi đó thì cho tới khuya tiếp nó xuống, rơi xuống là đập tới đầu gối của là thân quán đó, là tất nhiên là đạo khá đó. Cái Đạt Ma Tổ Sư ông mới nói gì, ông nói sao là ông không có thấy cái màu hồng, thì ông nói vậy thôi. Tôi hỏi ông nào biết, không cha nào biết được hết đó. Mà vậy mà thần quan biết, ông nhìn lên ở trên chỗ cái bàn thờ trong quan đó, ông là thấy lấy cái cây gương, lấy cái tay này cầm cái tay gương nữa, chặt con tay đứt văng xuống, máu nó hòa với tiếp mà học Đạt Ma Tổ Sư bắt đầu nó cha ông coi quất cái chai vậy đó mà nó khá đâu mà không biết. Cho nên cái hạnh tu của người ta nó khó lắm, ngày xưa chứ đâu phải như mình bây giờ. Tu bây giờ mình nó ngon lành, tu bây giờ coi như là người chết rồi đã biết ngày biết giờ, không tính có hào quang, không biết
Còn hồi đó sự tu hồi đó nó khó lắm trời, chứ không phải dễ. Trong cái thời kỳ của chánh pháp của Đức Phật, bởi vậy hồi đó là tôi thụ thích tam giới, cũng như con ngọt mà đục cút tre tự dưới mà gốc là lên đọt chết không biết bao nhiêu ngàn lần đó mới đấy. Còn giờ hoành siêu tam giới tôi tắt, mà ý tôi tắt mà còn phải vậy, vì cái thời pháp môn bế mạc. Cho nên từ cái chỗ đó mình hôm nay đó mình nằm trong cái pháp bế mạc, cho nên nó khó. Cho nên cái căn tánh chúng sinh trong cái thời này nó không phải như một chút. Thầy mới nói là ngày xưa đạo hạnh quá lâu đó, bây giờ sáng tỏ được buồn à, bởi vì cái thời này đó cháu biết không, cái thời kỳ mà pháp rồi là do nó cái vô minh, mà cái vô minh này đó thì hoàn toàn không có thấy được chỗ sáng. Cho nên Đức Phật nói đó chỉ mà nó, nếu ta tìm con đường bắt chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận chẳng giải các tranh, chuyên tâm niệm Phật thế độ đời, đừng chứa điều phiền não để bụng tham lam ích kỷ, dây lấy thiện duyên lần lần trí huệ mở mang, khỏi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt. Mà vô minh bị diệt thì hành diệt, mà hành bị diệt thì thức diệt, mà thức bị diệt thì danh sắc diệt, mà danh sắc bị diệt thì lục nhập diệt, lục nhập bị diệt thì thọ cảm diệt, thọ cảm bị diệt thì ái diệt, ái bị diệt thì bảo thủ diệt, bảo thủ bị diệt thì hữu diệt, hữu bị diệt là sanh diệt, sanh bị diệt thì đạo tử diệt. Ấy là giải thoát vậy. Trời ơi, cái 12 cái nhân sanh nhân duyên của Đức Phật đâu phải là dễ, khó dữ lắm. Cho nên hôm nay để rồi cũng trở qua nhắc lại tất cả đó, anh em đồng đạo, để cho trẻ xa gần cũng đều hiểu biết cái phần này. Bởi vì cái thời kỳ này đó là Đức Phật được xả tội chúng sanh. Và tại sao Đức Phật thầy Tây An nói đó là bữa cháo rau cũng ăn phần khó, còn hơn người bán chó treo dê, khách thì uống nước tàu khê, đói ăn ma phạn tối về canh tăng à, canh tăng đạo. Còn Đức Phật Đức Quỳnh Giáo Chủ nói là Đức Phật hoàng thiên định chấn thần, Quỳnh gia chuyển kiếp lập trời tăng, giáo tiền đạo thích nhiều sanh chúng, mà chú ý chọn người dẫn thứ đó. Cho nên hôm nay mình một sự may mắn lắm, cho nên gặp thầy xuống đây đừng dạy mình, khuyến nhủ mình à, rồi mình có cơ duyên đó mình mới giác ngộ, cho nên mình tu mình đi đến chỗ thành công của đạo đó. Chứ bằng không thì làm sao mình đã thành công được. Cho nên thầy đã nói rõ ràng, thầy nói là duyên lành chỗ được hùng điên, chẳng qua kiếp trước thiên nhiên hữu phần. Cho nên cái anh em mình, con cháu mình đâu phải là một kiếp, đâu phải là thời kỳ nó nhiều kiếp lắm, nhưng ngược lại đó mình cũng có mấy kiếp trước mình tu rồi, cho nên hôm nay mình trở về mình thấy được tội, thấy được phước, thấy được nhân quả trời đất, cho nên vì vậy mà mình biết tu đó mới có giác ngộ. Còn bằng không mình không thấy cái này, đúng không, mình làm như thứ xã hội đen mà giết người ta lấy tiền xài mà không kể tới tội phước, không biết gì hết à, làm sao được. Cho nên mình có giác ngộ, cho nên vì vậy đó mà trong kinh đó của Lục Tổ nó nói đó, thầm thầm diệu pháp bảo đàn kinh, giống Phật thường gieo đất khổ tình, bát nhã mưa trang mầm giác nở, bồ đề bông trái tự nhiên sinh. Cho nên con người nó cũng có giống sẵn à, cho nên vì vậy mình mới đạt được tốt đẹp. Cho nên hôm nay đó, đó mình để gặp gỡ nhau để trao đổi trong cái vấn đề tu học của mình à, qua những các cái giai đoạn để mình thấy được, mình biết được à, để mình làm trong phần này đạt được mục đích sau này. Kính thưa anh chị em đồng đạo kính mến, trải qua trên vấn đề này thì mình cũng phải lên nói lên trên phần ích đợi trong phần tu đạo để mà đạt được mục đích của đạo pháp. Thì chư Phật có bốn đại đức vậy ta nên làm theo bốn đức ấy để ngày sau kết quả như ngày. Một là đức từ, Phật thương chúng sanh như mẹ với con, lúc nào lo lắng dạy dỗ hết lòng dìu dắt, chẳng để chúng sanh xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não. Đức bi, nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác phải tội, Phật chẳng vì thế mà dắt đỏ là thương tốt không cục. Tích xã, thường thường ban vui và làm các việc lành, dù gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng vì thế mà sanh lòng buồn bã. Đức xã, ngài không trách một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng nhìn lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ hết thảy những ai tối tâm lầm lẫn, không còn dính víu bả lợi danh tài sắc, nhìn cảnh trần không bao giờ sanh lòng luyến ái. Đó là bốn đại đức của chư Phật, từ bi hỷ xả. Vậy thì hôm nay đó mình cũng là môn đệ của đức thầy à, thầy mới nói đó, trong sự tu học của thầy đã chỉ cho mình, cho nên có khó có dễ cần cho mình để làm trong phần này. Đức thầy mới nói là ta phải bố thí nhẫn nhục trì giới mới độ được tham sân si, vì trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê lành chẳng dứt, vì cái vọng niệm của thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não an che, chân tâm mờ ám. Nên hôm nay
niệm một tiếng Phật thì lìa được một trọng niệm của chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa được vọng niệm của chúng sanh, đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Niệm Phật thì phải niệm bản lai thanh tịnh. Thì bây giờ ở đây nó qua vấn đề mà đạo của thầy mà niệm bản lai thanh tịnh làm sao làm nổi, thời dữ lắm, cho nên nó cao siêu màu nhiệm dữ lắm. Cho nên mình tới đây thầy xả tội làm phương tiện của mình, cho nên thầy mới nói nè, cho nên vì vậy mà mình phải biết, cho nên phải gắn lại. Con cũng có nghe cái vị này nói nè, vị này nói nghe cũng phù hợp với thế cơ của thầy nói á. Vị nói, vị ấy nói là xưa tu mừ mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo Tây Phương, tại gia niệm Phật sớm chưa cũng là được Phật đến đưa rước về. Cho nên nghe thầy mình nói chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng mắc mơ rồi dứt cuộc luôn rồi, chỉ một kiếp thôi. Đây, cái kỳ này mới là cái kỳ xã tội không đúng đúng đó, cho nên kỳ xã tội. Bây giờ đây chẳng những bây giờ mình nhắc qua cái này quên pháp môn tịnh độ một phần, là vì ngày xưa đó Đức Phật A Di Đà là ngài ở phía Tây, nhưng mà ngài có hai đệ tử, một là Đại Thế Chí hay là Quan Thế Âm theo hầu cho ngài, nhưng mà ngài có cái lời thệ ngày xưa của Đức Phật, cho nên ngài đã thệ trước, đó là Phật xưa lời thệ tỏ tường 48 lời nguyện dẫn đường chúng sanh, thệ rằng ai phát tâm lành nước ta báo vật để dành các ngươi, thiện nam tín nữ mọi người chí thành niệm Phật tưởng mười kiếp ra, ta không rước ở nước ta, thệ không thành Phật ắt ta chẳng sao. Đó thì cái lời của Đức Phật. Cho nên vì vậy mà Đức Phật sau này đó, Đức Quỳnh Giáo Chủ mình đã dạy tất cả những loại chúng sinh, cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ mình mới nói bởi vì hôm nay đó là cái thời kỳ mặt pháp rồi đó, chỉ có pháp môn niệm Phật mà nó phương tiện tất cả mọi mặt, nó đi làm dân cô đặc là chạy xe làm dân dân đều niệm Phật được hết. Cho nên vì cái chỗ niệm Phật đó là một phương tiện của mình, nấu cơm nấu nước làm gì cũng đều niệm Phật, chặt thuốc chặt men làm tất cả mọi mặt. Cho nên đó, vì hôm nay mà Đức Thầy đó đưa lại cho nên cái pháp môn tịnh độ để mà chi, để cho mình là dễ làm, chẳng mà đạt được mục đích sau này đó. Cho nên thầy nói đó, lòng thương chúng đó, lòng thương chúng thiết thương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc của cả vũ trụ khắp cùng dân vật, dầu tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành thì được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một phút Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ tiếp cuộc luân hồi. Tôi tính rằng thấy luân hồi rất là phương tiện không, chỉ một kiếp mà đó thì đạt được một cái. Cho nên như vậy mà trong giáo lý của thầy á, lúc mà thầy mà đi dạo Lục Châu á, thầy cũng nói đoạn đó không, không nhớ đoạn đó không, thấy người tu niệm đáng thương gì đó không vì thấy người hiền gì đáng thương nữa nè, thấy người tu niệm đáng thương, thấy người tu niệm đáng thương, đi mới chỉ đường tịnh độ giảng sanh, nơi trốn Phật đường tịnh độ giảng sanh, cái đó là thầy. Thầy đó thầy, mình bởi vì, thầy nói bởi vì sau này tuy nghèo dùng đỡ trá rau, bền lòng niệm Phật thì sau thân nhàn. Thầy cũng chỉ những cái người nghèo khó, kẻ nghèo khó học tiền thiếu gạo, không cầu siêu Phật quả hay sao? Cho nên từ cái chỗ đó mà thầy cũng là nói cho mình. Cho nên cái chỗ này đó, nhắc lại chỗ này một chút. Cho nên sau khi thầy ra đời đó thì cũng còn bên chia ra là 500.000 bát tông, mà Đức Thầy đã nói đó, thầy đã nói sau khi thầy ra đời đó, thầy tìm cách để mà thầy đã khuyên. Cho nên thầy nói là đạo màu diệt khổ có từ lâu, thần tú ra đời lại rất thâu, chuông mỏ sáng kinh bèn cải sửa, xá hướng truyền lưu lắp đạo mộc, lũ thầy đám hai bài trò khỉ, bận cái lưng tụng mướn lấy tiền, xuống diêm đình di tổ liên miên, mà tăng chúng nào đâu có rõ, theo thần tú tạo nhiều chuông mỏ, mà từ xưa nay có mấy ai thành Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ấy, xá với phướng là trò kỳ quái, làm trai đàn che miệng thế gian, chạy vinh qua phú ý giàu sang, mướn tăng chúng đặng làm chữ hiếu, thương bá tánh gì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhân nghĩa vạn tròn, thấy lạc lòng đây động lòng son,
khuyên bọn đạo hãy nên tỉnh ngộ, ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, thắt bình tiền địa ngục khảo hình, tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh chứ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quý vô thường dắt xuống yên bình, tổ tách kia tội phước đinh ninh, hoặc với thưởng hai đường tỏ rõ, tìm cực lạc đây đành đường ngõ, hãy mau mau tu tỉnh mới màu, tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo khó học tiền thiếu gạo, không cầu siêu mở lòng nhân tiếp trước mới là làm hiền lành hơn tụng hơ hà, hãy tưởng Phật hay hơn ó ré. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, dạng mười ơn mới đạo làm con, lúc sinh sống cho nên phụ bạc. Nếu làm đám được về cực lạc, thì giàu sang được trọn hai bề, ý chức quyền làm ác ê hề, khi nhắm mắt nhiều tiền lo lót. Kinh như sấm tụng nghe thảnh thoát, lũ như mông tập luyện đã rành, đổ với đờn càng cống nghiệp xanh, làm ăn rọc đặng đòi cao giá, tâm trần tục còn thân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Thầy nói cái đoạn văn đó, nó dài vậy đó thầy đó. À, cho nên mình nó sau này thầy đã chỉnh lại, thời đó nó cũng còn theo thần tú lắm đó, cúng kiến là lầu kho sạc với thầy đã nói trong cái ba cái lễ, thứ nhất là hành lễ, cái thứ hai là tang lễ, cái thứ ba là cách cùng với người chết. Cho nên trong cái lễ lọc nó làm phương tiện lắm, cho nên mình cũng phải biết chứ đâu phải không biết. Biết thầy nói là chết rồi cũng bớt cốc ken vậy đó. À, chết rồi cũng bớt con ken, trong đợt lễ nhạc tế sen làm gì, thằng nhô thầy lễ cũng kỳ, mắc phải chuyện gì thu phục bình thân, lại thêm đần bịch tình tưng, đem con heo sống mà dưng làm gì, chủ gia cả lại người quỳ, làm chuyện gì kỳ giả dối hay không, nếu không thì trả lời không, bằng mà có dối thì không sửa đi. Thầy nói cũng thôi, hay dữ lắm, mà nếu không thì trả lời không, mà có dấu thì ông sửa đi. Dạ, thưa Úc, như là được biết là năm nay cũng gần hết năm thìn ở Úc, như là thầy nói là năm thìn bước tới hỡi dân ơi đó, thế giới chiến tranh ruột rã rời, khốn nguy đa sự chào xuân mới, dân chúng hoàn cầu khó thảnh thơi. Vậy là sứ sản đã qua năm thìn là cũng là cái Tết này, là Tết qua năm thìn đó Úc. Thì bây giờ cái năm này đó nó cộng luôn vô, nó cộng vô từ cái dần mẹo thình tị ngọ mù thôi, thôi chứ đâu phải là nó không mà là thành công dần đồ mẹo là thình tị ngọ đó. Cho nên thầy mới nói đó, bởi vì là dần mẹo đến thần dụ tính gần là thánh thần não động, đến thần dụ mà cái đó là thầy nói sau thánh cho tầng nhà trống đường quan, còn này á máu đầu chín ghê cái con ngựa lại đá con dê, khắp trong tầng hạ nhiều về gian lao, khí kia cũng bị sáo xào canh khe và gáy máu đầu mới đánh nó qua tới cái canh dụ đó, còn tính qua tới năm dụ đó không tính đấy. Cho nên tôi đã đáng đó ha, trong thời kỳ mà 1953 đó mà nó tiêu không còn, thời kỳ tôi tới hết thì không còn. Chứ còn mà nói về bên cái vấn đề mà đồ thơ Linh Đức Bổn Sư đó, nó tới thì là hết rồi. Nhưng mà sau đây là mình lại về đời Thượng Nguyên Thế, nghĩa là Đức Phật Di Lạc đó, là quá trang cho mình, mặc dù mình về đó rồi đó làm cái đang cho mình trở lại là coi như là làm tiên không, chứ không có còn là làm chúng sanh. Làm tiên là làm sao mất thân, không mất thân, nghĩa là sau khi sanh chứ còn không có bị gì đó, sống trong đó là 700.000 rồi, có chồng có vợ đó, một người đàn ông đó 80 tuổi lên tới 100 tuổi bề cao ba thước, còn đàn bà đó 80 tuổi lên 100 tuổi bề cao 2 thước 5. Đàn bà đó nghĩa là sau có chồng để mà mang thai trung bình 20 năm mới sinh, mang thai 20 năm mới sinh, sinh rồi 3 ngày viết chạy viết nói viết đi đúng. Mình là chuyện nữa không tính, ai ăn đồ là của gạo của thầy của Phật mà không tính, nó lăn vô nhà mình chứ đâu có mình đâu, nó mặn rượu như bây giờ. Yeah. Thì em tính cái đời sau ngon lành lắm, cho nên bây giờ ráng thực lòng mới bước đầu tiên,
sao mới được làm nên Phật thánh, nên bây giờ phải cực khổ cho nó, sao mới làm Phật làm thánh tiên được, chứ mà không mà học việc cực thì làm sao được, nên phải cực khổ. Đó. Ông muốn làm nghề là tất nhiên ông phải học, thì hôm nay mình muốn làm đạo đó, ông phải nhẫn nhịn tất cả mọi mặt, sao đi đến chỗ thành công, làm Phật thánh tiên, sau khi đó mình là không chết, sống giàu đâu trong cái đời đó. Từ sau thiệt hợi thiệt dân, đồng bà chi tiết thì ghi ân nuôi chồng, 5-7 giờ thì biết một lòng, thuận hòa hạ lục nuôi chồng làm quan. 70 định vợ định chồng, 80 mới được vợ lòng con so, 10 người mới được con so một người. Bây giờ mấy bà thì nữa, mấy bà muốn bây giờ cũng không được, cũng phải tới lực tới đó thôi. Để sinh con như là con cầu có khẳng hả không? Bây giờ con đến mà con đó là ngon lành lắm, chứ phải con tu hành đạo đức thiếu mạnh sao chứ. Con Phật thánh tiên chứ không phải con được phạm. Vậy bà nói câu này nè, Út, con hỏi thêm Út như là Phật sanh Phật, ma lại sanh ma, hạ quân tặng thế, Phật ma rối loạn. Thì câu đó là nó cũng ăn vô cái chỗ này không Út? Bởi vì tà với tránh còn đang tà trộn, thì người muốn tu phải xúc lọc lừa, nó ăn vậy đó. Chứ đâu phải bây giờ nó tà rộn rồi, chứ đâu phải là tránh tà, nó phải vậy đó. Ông đứng là nó đang tà trộn. Tà chính còn đang tà trộn. Người muốn tu phải sớm lọc lừa, cho nên nó còn tà trộn lắm. Cho nên thầy mới nói đồng tính đó. Bây giờ bạc lộn giết chi, nữa sau lọc lại là giết trì cũng chê. Ông thấy không? Đó là còn phải dỡ hội trong cái vấn đề đó. Sau này ông đi theo đạo này đạo kia đó, ông mất mạng ông á, không biết chơi lắm. Cho nên thầy nó kiếm cho ông biết, bây giờ bạc lộn giết chi, nữa sau lọc lại là giết trì cũng chê. Bới dân chứ có say mê, trung lương chánh thực, giữa kề đài mây, thì tất nhiên ông phải trung chánh mới đạt được. Bạn không làm sao đạt được thì... đó. Dạ. Như thưa bố ơi, cũng như là còn cái ông bố ông ba ông nói là giờ là còn một nạn á, cột kèo xa dứt không tu hành sạch tắt không còn, thì người tu là tiêu hết hay sao? Ông tính rồi sau này đó, ông ba mà ông về đó không, ông ba mà về mà ông á là khai đạo, ông không xử tội đó mà là tiêu hết rồi, chúng chúng chơi cho ông ba coi chứ ông khó lắm đâu, ông biết ông ba đi vậy chứ sau này là ông là lãnh cái phần xuất tử đó. Ôi, cho nên nó tới chừng mà ông ba trên đó mà sập tờ đó là tiêu hết rồi, không còn chỗ nào cả. Cho nên ông ba ngon lành lắm đó. Đầu tiên xét đạo gì chi năm kỳ đó ông Út. Cái bài gì hồi nãy giờ tôi nghiệm hoài tôi quên đây nè, cái bài gì mà đúng rồi. Học chung lớp mà tới trường ông á là thầy cho xuống mà nguyên xuống đất mà tôn tỉnh có mình lên nó buồn hỏi thầy rằng mà đi xuống với bà nguyên chứ nó vui con thầy làm thinh không nói ổng làm thinh nè không nói cái rồi đó là ông á là tôn tỉnh thấy không nói mà đi tốn thầy đi mà đi xuống đi ra tại xuống cái ngã ba đường gặp cái bà già chừng 80 tuổi rồi, bà đó với có tảng đá bà cầm một cục sắt đâu bằng cánh trái, nó mài qua mài lại, mài cục sắt, tung tấn ở đó mới đi lại cái chân mà bà già, bà làm gì á? Nói trời tôi mua mà mài cục sắt này đang chưa thành kim đang tôi không độ, tung tấn cười, trời ơi, bà già. Bà mày này biết gì nào mà chỗ đổ biết gì nào mà nào mà chỗ đổ cái này bà già mà trả lời nó bà già mà trả lời với nó đó cố con mà sắp có ngày nó kia thôi con tận đi chừng 5 cây số mà dần xuống còn không có giờ mà giờ dần lại mà suy nghĩ từ đó mà suy nghĩ tới là 5-6 cây số tới chừng suy nghĩ đã rồi nó mới trở về bây giờ phải nhận cái sai của nó là thầy lỗi nhận cái lỗi mình trả lời tiếp tục học. Cũng mà ổng là đại thiên tiên chứ nó phải là vậy đó. Đại là thiên tiên. Cũng tấn mà đâu không nói chết. Tấn giỏi gì lắm đó. Thì thưa ông Út, như là được biết là bây giờ là mình lo tu hành đó ông Út. Mà còn cái nhiều chuyện mà Đức Thầy đã nói lắm. Là như là bây giờ là bệnh dịch, chiến tranh giặc giả, đói đau không thuốc, thương hại bấy lê dân nước ruột, thêm vợ con đói rất trùm đeo đó. Thì bây giờ là nó dồn dập luôn đó. Bây giờ mình phải ráng làm sao để mà thoát khỏi cảnh này đó. Bây giờ cảnh này nó khó thoát được lắm. Chẳng những là gia đình mình mà tất cả mọi nó là cắt thôi. Chứ đâu phải mà gia đình mình giờ mình lo cũng không được. Cũng không tới chuyện cái chỗ mà nghèo đói, bệnh hoạn chết tóc. Thì không có làm gì được thôi.
Cho nên đức thầy đó đó, thầy ra đời đó, thầy nói cho tất cả đồng đạo nó biết. Thầy nói là trên thì nói Phật pháp cho cả, có lòng mẫu đạo quy căn ghi gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới thì dùng quyền diệu của tiên gia mà trị bệnh, để cho cái ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm động từ bi chư vị trong quan. Thì hôm nay nó thầy một phương pháp để mà trị liệu, còn chúng sanh trong thời kỳ này mà vô phương không có làm giống gì được, chết là phải chịu thôi, không có làm giống gì được. Cho nên nó khổ sở lắm. Cho nên ngày xưa đó, cái đời của ta mà còn cỡ mười mấy tuổi đó, lâu lâu lúa mà về trên ai nghe, lâu ở mình mà nghe lúa mày ổn chứ một cấp hết. Thầy nói là lúa bay về núi để cho người sao thân vậy đó. Ông có thấy lúa bay luôn không? Thấy luôn. Bây giờ cái hột lúa nó bay nó có gì đâu, nó không như cái hột tấu nó có cánh nghe nó gác gì đó, nó cặp gì đó nó bay luôn à? Như cái cánh này kê kê cũng như cái hột lúa mà mình cắt nó nhỏ vậy đó, thì nó bay rớt bay gì. Về lúa bay về núi dành rài ngày sau cho người tu ăn hả Út? Hỏi qua tu niệm âm hao không biết câu nào trái ý đậu qua. Cái hồi đó là thời kỳ nó còn còn đậu qua. Thì bây giờ là thưa Út, như là bây giờ bà con tu pháp môn nào cho dễ tu dễ chứng không Út? Như cô hỏi câu này Út là chia sẻ với bà con là chúc Tết luôn Út. Như là cái thời kỳ này mình tu bằng cách nào dễ tu dễ chứng pháp môn nào? Bây giờ là thời kỳ này đó, từ một pháp môn này nó dễ giải phương tiện nhất là pháp môn vừa niệm Phật vừa làm xã hội chặt thuốc cầu nguyện làm cho dân tất cả ba mặt, cho nên làm hai mặt nó mới kịp. Dạ. Đó, bây giờ đi chặt thuốc nam, đi cầu nguyện đi là làm tất cả phương tiện các nhà mới làm nó nhiều cách, cho nên đó là cái đó là làm cái đó là mới là phương tiện. Cũng như đó mình làm rồi là lâu đâu qua thứ cộng lại mới mau được, chứ còn một thứ làm sao mau được, nó phải cộng vài thứ vậy đó cho nó mau. Chứ còn bây giờ mình hồi đó đó mình đi bộ, mà bây giờ là có xe rồi mà còn không muốn đi máy bay nữa cho nó mau hơn. Vậy bây giờ sư tu mình cũng phải vậy, cho nên phải ráng. Bây giờ tất cả anh em đồng đạo cũng mà muốn hướng về trong cái vấn đề mà đạo pháp để đưa lên trên cái phần này đặng mà anh em cộng đồng kể ra hồi đó đó là mình làm cái này làm sao được, mà bây giờ nó là một cái phương tiện nhất ở Việt Nam mà nói lên ở ngoài tất cả các nước ngoài điện nghe, thì cái này được cộng đồng, cái này là một cái may mắn phước đức nhiều tất cả của mình mà của anh em để chi đó là nghe được cái chân lý Phật pháp nói lên, cái sự tu học của mình mỗi người đều giác ngộ đã hành đạo, trong cái phần đó là hoàn toàn đạt được đích tốt đẹp sau này mà dễ vô có. Cho nên có nhân viên này mới nói được nghe được, cái mạng không hồi đó mình đâu có làm gì mà nói được mà biết đâu có làm được. Cho nên đó là may mắn nhất. Mà cái năm đó phải không, tôi đó cái gì mấy tiếng này là nó hồi đó nó ở mình thấy với cái phe là ở trên chốt, cũng nó cộng lại nó mà xuống cô âm tính đấy một mà bên này xuống mà mới xuống nữa mà xuống vậy đó, mà làm liên công cho tôi ít bữa thì tôi bắt đầu đi mà đi xuống cái nào cũng có cho tiền hết đó, đi đâu có tiền đâu. Lúc bây giờ là mình chúc Tết bà con luôn. Đi hả? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến. Hôm nay là ngày 21 tháng Chạp năm Quý Mão, cũng là ngày nói chuyện đạo pháp để rồi kết thúc trong cái cuối năm. Hôm nay cũng gặp gỡ anh em đồng đạo trao đổi về phần tu học của mình. Hôm nay mình cũng có việc may mắn để chúc xuân anh em qua năm mới, tất nhiên là năm Thìn, để rồi chúc cho anh em trong nước như ngoài nước cái thứ nhất là được sức khỏe, thứ hai là tu hành đặng đi đến cái chỗ ngày Đức Phật Đức Thầy gặp hội, đặng mình sau này mới còn sống thoát giữ đời thượng ơn thánh đức hoặc giả long qua đại hội đã có mặt. Như vậy thì trong cái phần này chính tôi cùng tất cả anh em đồng đạo cũng ráng cố gắng để làm phận sự của mình,
bởi vì chỉ có một con đường cuối thôi, cho nên nó bây giờ đó còn bằng không đó thì mình phải chịu chết thôi. Cho nên nó tuồn đời như cá trong lờ, thì bây giờ coi như nó nằm trong lờ rồi, tất nhiên là phải bị ăn thịt, nó đâu còn gì nữa. Cho nên vì vậy bây giờ ráng tất cả anh em để nó lên một nói lại một lần nữa, cố gắng cho anh đừng đạt được cái đầu thoát, chúc cầu cho anh em được sức khỏe, tinh tiến tu hành đến ngày Đức Phật Đức Thầy lập hội còn Long Hoa đại hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái này nó ngắn.